thực hiện chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo năm 2019-2020, hiện các địa phương trong tỉnh đang tích cực đẩy nhanh tiến độ chung tay hỗ trợ người có công và hộ nghèo sớm xây dựng nhà ở để ổn định cuộc sống theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Những ngày này, nhiều người dân thôn Linh Hạ xã Nhật Tân huyện Tiên Lữ đang tập trung trợ giúp bà Hoàng Thị Nhã, một hộ nghèo trong thôn xây nhà mới Bà Nhã có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lại phải nuôi cháu nội từ khi 3 tháng tuổi do con trai và con dâu bỏ lại. Vì vậy, mà việc xây dựng được ngôi nhà vững chắc luôn là niềm mơ ước đối với bà được sự hỗ trợ của chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo năm 2019-2020 của tỉnh với số tiền 80 triệu đồng. Họ hàng làng xóm đóng góp giúp đỡ thêm trên 150 triệu đồng. Chỉ một thời gian ngắn nữa là hai bà cháu sẽ có nhà mới khang trang để ổn định cuộc sống. Xã chúng tôi có 6 hộ xây dựng nhà ở trong đợt này. Ngay sau khi xong Tết thì là có một hộ đã tiến hành triển khai như hộ bà Nhã đây. Theo còn à, 5 hộ nữa thì chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức động thổ trong tháng 2 và cố gắng hoàn thành trước tháng 5 năm 2020. Thằng ngoài cái nguồn lực của tỉnh của huyện thì chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cùng chung tay vào cuộc. Vận động nhân dân trong thôn là góp công góp của để giúp các hộ xây dựng được ngôi nhà khang trang thực hiện chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo năm 2019-2020. Đợt 1, toàn tỉnh đã thực hiện ra soát triển khai xây mới nhà ở cho gần 700 hộ với tổng số tiền hỗ trợ là trên 55 tỷ đồng. Đến nay, hai huyện Ân Thi và Phù Cử đã cơ bản xây dựng xong 272 nhà ở cho người có công và hộ nghèo. Tám huyện, thành phố, thị xã còn lại cũng đang tập trung hỗ trợ các hộ sớm hoàn thành xây dựng nhà ở trong thời gian sớm nhất tỉnh có kế hoạch ngân sách cấp huyện hỗ trợ là thì là 20 triệu. Thế và ngân sách cấp tỉnh thì 30 triệu và cái quỹ từ nguồn xã hóa là 30 triệu để mỗi nhà được hỗ trợ là 80 triệu. Là phấn đấu đến tháng 5 thì sẽ hoàn thành toàn bộ cái nhà mà trong danh sách do huyện đề nghị lên và tỉnh đã giả soát và tiếp tục để giả soát những cái đối tượng mà hiện nay vẫn còn cái, cái, nhu cầu về nhà ở để phấn đấu hết năm 2020 để chúng ta không còn cái gia đình người có công nào, không còn cái gia đình hộ nghèo nào mà chưa có nhà ở mà không có nhà ở. Hiện nay, Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho người có công và hộ nghèo của tỉnh đang chuẩn bị triển khai thực hiện giả soát hỗ trợ xây mới nhà ở đợt 2. Toàn tỉnh phấn đấu sẽ hoàn thành xây nhà ở cho người có công và hộ nghèo xong trong tháng 8 năm nay.